Trong giai đoạn 2020-2023, mô hình chi hội cựu chiến binh 40 được tỉnh hội triển khai đến tận tuyến ấp. Tính đến nay, số lượng chi hội đạt 4 tiêu chí theo quy định của mô hình có 543 chi hội trong tổng số 545 chi hội toàn tỉnh. Đối với mô hình đoạn đường do cựu chiến binh tự quản, xanh sạch đẹp và an toàn giao thông, qua gần 4 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh xây dựng được 323 đoạn đường với tổng chiều dài 187,68 km. Trong đó có 234 đoạn đường hội đủ ở 4 tiêu chí của mô hình, đạt tỷ lệ 72,44%. Hiệu quả hai mô hình nói trên nổi bật có Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Biên đã xây dựng được 60 đoạn đường kiểu mẫu theo mô hình với tổng chiều dài là 30 km. Hội Cựu Chiến binh thị xã Trảng Bàng xây dựng được 45 đoạn đường dài 38 km. Trong đó có 26 đoạn đường được gắn đèn chiếu sáng theo mô hình thắp sáng đường quê và camera quan sát theo mô hình quản lý trật tự và vệ sinh môi trường. Hội Cựu Chiến binh huyện Dương Minh Châu thì xây dựng và duy trì 22 đoạn đường dài 11 km, được trang trí hoa kiện cùng với công chăm sóc với tổng chi phí trên 156 triệu đồng.